Xin chào cả nhà. Lời đầu tiên Ti xin kính chúc cô chú anh chị gần xa thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Ti làm cái clip này để khoe cùng với cô chú và các bạn là khu vực mới của các bé Ti đã làm xong rồi. Đây cô chú và các bạn, nguyên một khu vực này đổ bê tông theo cái dòng bên phía bên kia luôn, là sẽ xong, mà khi khô thì sẽ để một số giường cho các em nằm ở đây. Do hiện tại mái ấm của Ti quá đông em, có nhiều em nó phải nằm ở bên ngoài luôn cô chú và các bạn. Thì ở khu vực này có mái che, mình lót ở đây rồi mình xếp giường vô các em nằm thì nó sẽ đỡ bị mưa gió. Hình như là bây giờ là mùa bão rồi đó cô chú và các bạn, từ sáng đến giờ trời mưa rất là lớn luôn, từ sáng đến giờ luôn. Bây giờ nó sình lầy quá, Ti phải đi từ từ luôn đó cô chú và các bạn. Tại vì mái ấm của Ti nằm ở trong ruộng, rất là nhiều cây cối và đất nó giống như là đất gì á, Ti không biết nữa cô chú và các bạn. Tại vì Ti không phải là dân quê, Ti là người ở trên thành phố, mà đất này nè cô chú, nó sình, nó dơ lắm mọi người ơi. Ở phía bên đây á, nó chỉ có một cái mái che như thế này thôi cho các em xuống nằm. Mùa mưa nó sình lầy, nó dơ quá trời luôn. Cô chú và các bạn thấy em, mấy em cún, may là mình đã che chắn rồi mà nó còn chạy vô trong nữa, nên có dấu chân quá trời luôn. Ngày mai khi mà cái khu vực đó khô thì Ti sẽ lấy ra cho các em nằm. Trời ơi coi kìa, thôi mẹ biết rồi. Dạ đây là bé Chí Phèo đó cô chú và các. Chú và các bạn khi thấy Ti ngồi xuống không mà, là các bé nó sẽ nhảy lên ngồi Ti này dơ hết trơn. Đó bởi vậy nhiều khi Ti muốn quay clip cho cả nhà xem, nhưng mà các em cuốn ở chỗ Ti đông lắm cô chú và các bạn. Dạ Ti xin lỗi là tại vì Ti đang bị bệnh đó cả nhà. Đó, các em cuốn của Ti là leo trèo khắp nơi luôn. Ti rất cảm ơn chị Phượng và một số anh chị nữa đã hỗ trợ chi phí cho các bé nhà Ti. Ti xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay Ti quay một cái clip ngắn thôi, tại vì giờ Ti đang bị đau hết nửa mặt luôn mọi người. Bây giờ hiện tại là Ti bị đau hết nửa mặt luôn, nhức hết từ cái phần này xuống đây, nên Ti rất là mệt. Thật sự Ti không làm biết nữa. Dạ Ti xin khép clip vào đây, xin kính chúc cô chú và các. Dạ Ti xin phép cô chú và các anh chị, Ti xin khép clip ở đây. Vì Ti đang cho các bé uống thuốc ở cả nhà, phô mai nó còn dính trên tay của Ti luôn. Kính chúc mọi người thật. Trời Ti nói chuyện nổi luôn mọi người. Nói mấy câu là ho. Thôi Ti xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Xin chào cả nhà.